Chào các bạn, đây là thanh niên này là thành phá lốp nha, chiến thần phá lốp và phá giày nha. Chào. Lại thêm đôi lưa, đôi này từ thứ mấy? 7 anh. Lại đôi thứ 7 rồi. Mỗi lần chiến thần này sang nhà anh là có một đôi giày mới, đôi này đôi thứ 7 rồi à em? Tình hình này giúp một năm này nhiều rất. Cười vãi, thanh niên rất là đẹp dài nhá. Phá giày, làm drip quả cho anh em xem phát nữa. Trần nhìn rất là uy tín luôn. Wow! Quá chất luôn.